Thank you.
chúng ta đang có mặt tại Giải điệu ngôn ngữ Language Money 2015 do Liên tổ sinh viên khoa quan hệ quốc tế của trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Xin chào. Bây giờ xin được mời các bạn, chúng ta sẽ lưu vào trong để chuẩn bị cho